Đây là bộ phim truyền hình nội địa lớn nhất trong những năm gần đây. Mùa Xuân Và Mùa Hè với vở kịch trở thành nữ hoàng 90 đầu tiên trong lịch sử giải thưởng. Nhưng bởi vì khi phát hành đã thực hiện rất nhiều cắt giảm, dẫn đến rất nhiều người không nhìn rõ. Hôm nay cùng mọi người, kết hợp với phiên bản biên tập của đạo diễn xem một câu chuyện đầy đủ. Nước Trung Hồng Kông năm 2010. Có một vụ tai nạn trong căn hộ tồi tàn. Đội trưởng cảnh sát hình sự chôn cất, giết triển lãm dẫn đầu điều tra. Mặc dù căn phòng đã được rửa sạch từ lâu, nhưng qua ánh đèn hồng quang, vẫn tìm thấy rất nhiều máu. Từ miệng bà ngoại biết được, tối qua bà ấy nghe thấy tiếng đập từ nhà hàng xóm. Tôi đã định giúp đỡ, nhưng lại nhìn thấy một lượng lớn máu chảy ra từ khe cửa. Tên người thuê là Đinh Tử Thông, ngày thường dựa vào vận chuyển để kiếm sống. Kết hợp giày cao gót và khuyên tai tìm thấy tại hiện trường, đội điều tra xác định số nạn nhân là phụ nữ. Sau khi xét nghiệm ADN, tên nạn nhân là Vương Gia Mai, 16 tuổi, người Hồ Nam. Một năm trước, cô ấy đến Hồng Kông vì mẹ tái hôn, trước khi chết làm trợ lý ở công ty người mẫu, theo địa chỉ trên thông tin. Cảnh sát lập tức đến nhà Vương Gia Mai. Nhưng điều họ không ngờ tới là, đối phương dường như không quan tâm đến sự sống chết của con gái, không những không hợp tác điều tra, ngược lại lớn tiếng mắng con gái vô kỷ luật. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn có chút bất lực. Chỉ có chôn giết chém hiểu. Đó là hy vọng cuối cùng của một người mẹ. Cũng chỉ có như vậy để thoát khỏi cái chết của con gái mình. Để giải quyết vụ án nhanh nhất có thể, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phá vỡ tất cả ảo tưởng. Bạn may mắn hơn nhiều người. Trung bình mỗi giờ có một người mất tích ở Hồng Kông. Nhiều phụ huynh. Vài năm sau, không biết con mình còn sống hay đã chết. Sự thật bất ngờ làm cho mẹ Vương Gia Mai hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy mất kiểm soát cảm xúc, không thể cung cấp manh mối hữu ích. May mà chị gái của Vương Gia Mai rất hợp tác. Điều này không để họ chạy một chuyến mà không có biết gì. Từ miệng của chị gái, trước khi mẹ tôi tái hôn, mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt. Do hạn chế chính sách nhập cư, mẹ tôi đưa cô ấy đến Hồng Kông trước. Còn Vương Gia Mai thì ở lại Đông Quan, ở nhà người thân của cha nuôi. Mãi đến một năm trước mới đến định cư. Cũng chính từ lúc đó, em gái tìm thấy ước mơ của mình. Đó là làm người mẫu. Nhưng không lâu sau, Vương Gia Mai giống như một con người khác. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không nói với tôi, và thường xuyên đi ra ngoài vào giữa đêm. Cuối cùng là chuyển ra ngoài sống một mình. Nếu bạn muốn tìm chú, nó không nói chuyện trước mặt mẹ. Triển lãm tang lễ, hẹn bố nuôi của Vương Gia Mỹ ra ngoài. Nhưng sau khi hắn nói ra mục đích, nhưng được cho biết mối quan hệ giữa hai người không hài hòa, cho nên căn bản không thể cung cấp quá nhiều thông tin. Chỉ biết Vương Gia Mai thường xuyên gửi tin nhắn cho cửa hàng. Nhìn thấy Vương Gia Mai bên này manh mối toàn bộ gián đoạn, triển lãm tang sát lập tức bắt đầu từ bạn bè Đinh Tử Thông. Vì vậy còn không tiếc đột nhập vào ổ giả mạo. May mà thanh tra ra mặt hòa giải, đối phương lúc này mới không có tiềm tang giết chém phiền phức. Nhưng khi phiên tòa chính thức bắt đầu, vụ án lại rơi vào bế tắc. Tờ Miệng Thần Đồng mở ra biết được, từ năm 6 tuổi, một nhà ba người đi ngoại thành chơi. Có bao giờ nghĩ trên đường đi xảy ra tai nạn xe hơi không? Người mẹ mất mạng ngay tại chỗ, người cha trở thành người thực vật. Sau đó, Đinh Tử Thông gia nhập câu lạc bộ và trở nên nổi tiếng, dựa vào sự giới thiệu của Thần Đồng để làm tài xế vận chuyển hàng hóa. Cuối cùng còn nói về một cô bạn gái xinh đẹp. Đinh Tử Thông rất trân trọng tình cảm khó giành được, thường tiết kiệm để mua hàng xa xỉ cho bạn gái, thậm chí còn đánh nhau vì bạn gái. Gì cơ, đối phương lại căn bản không để ý đến anh ấy. Không chỉ ghét hắn vừa nghèo vừa xấu, còn đi theo một ông già giàu có ra nước ngoài. Từ đó về sau, hắn không bao giờ gặp lại Đinh Tử Thông nữa. Cho đến đêm xảy ra án mạng, Đinh Tử Thông đột nhiên gọi điện thoại. Thì ra một người nói như vậy, cũng có cách ăn như vậy. Theo những manh mối mà chú cung cấp từ thai nhi, hiện tại, cơ bản có thể xác định hung thủ là Đinh Tử Thông. Nhưng không đợi cảnh sát bắt đầu hành động, Đinh Tử Thông lại chủ động tìm đến cửa tự thú. Nhưng điều kỳ lạ là, về việc anh ta và Vương Gia Mai quen nhau như thế nào, nghĩa là gì? Hắn vẫn không chịu tiết lộ một chút nào. Sau đó, Đinh Tử Thông được đưa đến hiện trường để khôi phục lại quá trình phạm tội, mỗi bước, mỗi hành động. Gần như tất cả đều giống hệt như những gì được tìm thấy. Cảnh sát lập tức tổ chức nhân lực tìm kiếm thi thể, nhưng cuối cùng lại không có gì. Ngay sau đó, tòa án công khai xét xử vụ án Vương Gia Mai. Đinh Tử Thông đã thú nhận tội ác của mình. Được biết, chắc chắn đã nói với công chúng toàn bộ quá trình. Đầu tiên anh ta cắt nhỏ chất béo và nội tạng và xả chúng vào nhà vệ sinh, sau đó cắt xương thành từng miếng nhỏ, giả làm xương lợn gửi đến chợ giao bán. Đầu thì xé ra mặt ném xuống biển. Ngay cả mỗi bước cũng được giới thiệu chi tiết. Sự khác biệt về cảm giác tay của dao, cắt các loại xương khác nhau và phương pháp dao được sử dụng
để loại bỏ các bộ phận khác nhau của da. Lúc này Đinh Tử Thông giống như một quý ông chưa thua. Đưa tất cả mọi người vào địa ngục Tu La. Mẹ và chị gái của Vương Gia Mai. Thậm chí còn khóc ngay tại chỗ. Cuối cùng Đinh Tử Thông bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, triển lãm Tây Tạng có chút không đồng ý với kết quả này. Anh ấy vẫn không thể làm cho khuôn mặt của mình ngu ngốc thanh niên lớn tuổi dày liên kết với kẻ giết người. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc, ông ấy nghĩ rằng có điều gì đó đang bị che giấu đằng sau vụ án. Dù sao không ai sẽ. Vụ giết người nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, còn có thể chủ động tự nguyện nhận tội. Trước khi vụ việc xảy ra, giữa hai người không có giao điểm gì. Chôn giết chém thậm chí nghi ngờ Đinh Tử Thông là vật tế thần bị đẩy ra. Nhưng sau khi anh ta nói với thanh tra, nhưng bị từ chối ngay tại chỗ, đừng cản trở công lý nữa. Thế giới của một người, tôi sẽ không giúp bạn giải tỏa rõ ràng nữa. Để điều tra sự thật đằng sau. Hắn một mình đến nhà tù thăm Đinh Tử Thông. Nhưng lại bất ngờ biết. Vương Gia Mai lại là chủ động câu chết. Và một chút, Đinh Tử Thông không khai trước tòa. Đó là trong quá trình của bản thân. Ông tìm thấy một em bé trong bụng Vương Gia Mai. Con trai. Sự thật bất ngờ khiến Tàng Sát Trảm rất sốc. Hắn muốn biết thêm về Vương Gia Mai. Sao ngờ Đinh Tử Thông lại đột nhiên cảm xúc không khống chế được cứ đập đầu vào kính. Chôn giết chém cũng không từ bỏ như vậy. Hắn nhắm mục tiêu vào người bên cạnh Vương Gia Mai. Cố gắng tìm ra sự thật theo cách này. Nhưng điều mà anh ta không bao giờ ngờ tới là, năm nay chỉ, cô gái 16 tuổi có vẻ rất bí ẩn. Không chỉ các bạn học không hiểu anh ta. Ngay cả mẹ ruột cũng không biết gì về cuộc sống của anh ta. Con gái tôi. Có phải vì tiền không? Ngủ với đàn ông vì tiền. Vương Gia Mai giống như người vô hình. Không để lại dấu vết gì. Ngay lúc này, khi đồng nghiệp phát hiện tình cảm của bạn gái Đinh Tử Thông. Khi biết những tin nhắn này đều là từ trò chuyện mềm. Sau khi tìm thấy trên sản phẩm triển lãm Tăng Sát, đột nhiên nghĩ đến, ở phòng Vương Gia Mai, chữ cái trên tường. Kết hợp với manh mối tìm thấy, anh ta thử đăng nhập vào phần mềm trò chuyện. Chuỗi chữ cái đó, quả nhiên là mật khẩu của Vương Gia Mai. Xem lịch sử trò chuyện của Vương Gia Mai và Đinh Tử Thông, chương trình tang lễ cuối cùng đã biết mọi thứ. Kể từ khi mẹ của Vương Gia Mai tái hôn, hắn liền hướng về cuộc sống thành phố phồn hoa. Nhưng sau khi anh ấy thực sự đến Hồng Kông, nhưng lại phát hiện sự phồn hoa ở đây, dường như chỉ dành cho một số ít người, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Lúc đi học, bạn cùng bàn đột nhiên cầm dao cắt cổ tay tự sát. Vương Gia Mai trực tiếp bị sợ hãi hoảng loạn. Nhưng thay vì quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, ngược lại, chỉ trích trước mặt các bạn học. Đó là từ giờ phút này. Vương Gia Mai trở nên thất vọng với cuộc sống trong khuôn viên trường nhưng để sống theo mong đợi của gia đình. Hắn lựa chọn yên lặng chịu đựng. Cho đến ngày nay, sự xuất hiện của khuyên tai hoàn toàn thay đổi số phận của Vương Gia Mai. Dì nhỏ tặng chúng tôi đôi khuyên tai đó đâu? Ngừa một kia là của con gái hắn. Hắn đâu? Là mượn hoa tặng Phật. Hắn sẽ không vô liêm sỉ như vậy. Sao không? Khi nghe nói Hiệp Nghĩa muốn trả lại khuyên tai, Vương Gia Mai miễn cưỡng tháo khuyên tai ra và cũng ném những cái giả vào thùng rác. Hành vi nổi loạn khiến mẹ tức giận ngay lập tức. Cô làm gì ở đây? Tính khí xấu. Tôi có đắc tội với bạn không? Đồ là của người ta. Ai bảo bạn nghèo? Sau đó, Vương Gia không chủ động yêu cầu bỏ học. Kế hoạch theo đuổi giấc mơ người mẫu của mình trước, nhưng thực tế luôn rất tàn nhẫn. Sau khi anh ấy đi phỏng vấn, công việc nhận được là trợ lý. Đó là giúp công ty phát tờ rơi trên đường phố, để có thể sớm thực hiện ước mơ của mình. Vương Gia không cởi giày cao gót tinh tế, đi chân trần trên đường phố nóng. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh ấy cuối cùng chỉ đổi được một bữa ăn. Không có cách nào Vương Gia Mỹ, cơ hờ có thể đến nhà hàng thức ăn nhanh làm việc. Vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể thực hiện được ước mơ, nhưng vào ngày này, cậu ấy có một công việc đặc biệt từ một người bạn. Cuối cùng, anh ấy chọn làm kỹ sư phần mềm. Đây cũng là hắn đang vật lộn ở phía dưới, cơ hội duy nhất để thực hiện ước mơ. Sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên, Vương Gia không lập tức xông vào cửa hàng trang sức, mua đúng đôi khuyên tai giống hệt như bác sĩ tặng. Nhìn mình trong gương, Vương Gia Mai cuối cùng cũng cảm nhận được sự tự tin chưa từng có. Có thể không được vài năm, anh ấy có thể thực sự hiện thực hóa ước mơ của mình, nhưng lúc này, tình yêu lại xuất hiện không đúng lúc. Người đàn ông đẹp trai, kêu Elkanen rất tốt với anh Vương Gia Mai bị mắc kẹt trong đó không thể tự giải thoát. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là, tất cả chỉ là bong bóng. Đàn ông là kẻ lừa đảo, muốn ăn đồ ăn miễn phí. Nhìn rõ đi. Xem rõ tôi có cần phải đuổi theo anh ta không? Bạn thích giác không được sao? Nếu bạn thích giác thì sao?
Xin lỗi. Tôi đang giải thích với bạn gái tôi. Tôi nói với anh ta, hai chúng ta đâu? Thật ra là gặp nhau ở quán net. Chúng ta chỉ là cùng nhau chơi game mà thôi. Nhưng bạn gái tôi đâu? Tại sao anh ta không tăng gấp đôi? Hắn nói hắn thấy chúng ta đi mua sắm cùng nhau, vẫn nắm tay nhau. Nhưng không. Không có chuyện đó phải không? Khoảnh khắc này, sự tự tin mà Vương Gia Mai vừa tìm được đã hoàn toàn bị đánh bại. Thất vọng, anh ta cần một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng anh ấy không biết phải đối mặt với gia đình như thế nào. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đặt chân lên bán đứng chính mình, không trở về được. Hôm nay, Vương Gia Mai đang tìm kiếm khách hàng trên phần mềm. Kết quả vừa vặn gặp được Đinh Tử Thông thất tình. Hai người có trải nghiệm tương tự. Rất nhanh đã nói chuyện với nhau. Sau nhiều ngày liên lạc suốt đêm không ngủ, cuối cùng hai người gặp nhau ở căn nhà thuê. Họ cũng cô đơn và không được chăm sóc. Cả hai trở thành sự cứu rỗi của nhau. Nhưng lúc này, Vương Gia Mai đột nhiên nói mình không muốn sống nữa. Vừa vặn Đinh Tử Thông cũng có cảm giác chán đời sâu sắc. Vì vậy liền quyết định ra tay giúp giải thoát. Hắn bóp cổ Vương Gia Mai đến chết trong căn nhà thuê, biết được nguyên nhân và kết quả của toàn bộ vụ án chôn giết chém trong lòng vô cùng đau khổ. Hắn có giọng điệu của Vương Gia Mai báo bình an cho cha ruột. Hắn không thể tưởng tượng nổi là một người cha, bạn biết con gái sẽ sụp đổ như thế nào sau khi chết. Video cuối. Chôn giết triển lãm tranh thủ nghỉ phép, đưa gia đình thư giãn chơi đùa. Trong thời gian này, ông đã viết cho con gái hai chữ xã và ông thư. Mặc dù là hai chữ không liên quan. Nhưng nếu bạn tháo nó ra và giải thích. Thân chữ cộng với in chữ vừa, bạn hình dung nhỏ bé. Cái thức đối với chữ nữ thì thành ý tứ tha. Mà đây chính là đạo lý mà Tàng Sát Trảm muốn nói với con gái. Mọi thứ đừng chỉ nhìn vào bề mặt. Giống như Vương Gia Mai và Đinh Tử Thông trong phim. Không phải ai cũng sinh ra trong bóng tối. Đó là một trải nghiệm buồn, để bọn họ một người đi trên đường không trở về, người còn lại là kẻ giết người. Nếu có thể trong thời thơ ấu, cho họ đủ sự chăm sóc và tình yêu, có lẽ bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra. Và điều đáng tiếc hơn là, chuyển thể câu chuyện này, vụ án có thật ở Hong Kông từ năm 2008.